Nếu như anh em đang cần tìm một giả lập chơi game trên PC vừa nhẹ vừa mượt lại còn có thể auto như thế này thì hãy tải luôn LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em một cái gift code mới. Ngày hôm qua thì mình cũng đã có làm cái bộ gift code tân thủ 8 cái rồi. Nhưng mà tối hôm qua thì có cập nhật thêm một cái thì mình chia sẻ cho những anh em tân thủ nào chưa biết nhá Và sau đấy thì mình sẽ soi cho anh em cái đội hình của top 1 server của mình đang chơi là server 1 nha. Ok, để mình đi nhập cốt luôn anh em nhá ấn avatar nhân vật này ở đây có chữ gift cốt thì anh em nhập theo mình nhá mỹ nhân 123 đơn giản như vậy thôi rồi qua anh em nhá có thêm hai cái quyển ngữ linh để đi chiêu mộ này có thêm tí su dương gia dụng và túi tài nguyên đấy đơn giản như vậy thôi anh em rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi soi cái đội hình top 1 server ở trong cái phần võ đạo trường như thế nào anh em nhá đây này liên đấu võ đạo mình thấy anh em đây là lực chiến cũng căng đét này top 1, top 2 phải gọi là ngang cơ nhau luôn đấy Uầy wow. Đây là 307.000 Uầy wow. Nhưng mà bác này này 819.000 điểm lực chiến cơ Căng nhở Top 3 sao có 819.000 Mà đứng top 3 là sao ta Ok chắc là chưa đánh tính điểm thôi Nhưng mà mình sẽ đi review cho anh em Về ba top này luôn anh em nhá Uầy wow. xem có ai lực chiến cao hơn nữa không Ui là trời căng đét Thôi Chỉ có tầm 300k với cả 800k này là ghê nhất rồi à? Đây đầu tiên là top 1 trước đi Top 1 thì vị tướng đầu tiên mà bác ấy chơi là Mục Quế Anh Đây là một vị tướng chiến sĩ anh em nhé Tanh cơ đỡ đòn đấy Rồi để về quả kỹ năng cho anh em xem này Wow Cái okay, 310% sát thương lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên Tấn công nhóm Sát thương bằng 100% công Tối đa là 300% Xua tan một búp À, căng nhẹ yeah. Có xóa búp hả Tăng chính xác này Búp búp thuộc tính Tỷ lệ chính xác tăng 20% Trộm ngẫu nhiên một loại Trong đó thi triển cho bản thân Duy trì cho vòng 2 hiệp Nói chung đây là một vị tướng uh, tăng cơ uh, Gây sát thương nhóm Và có ăn trộm uh, Một số những cái chỉ số Của đối phương anh em nhá Đấy với chủ yếu xem cái uh, uh, Tuyệt kỹ thôi Còn uh, mấy cái skill này Thì nó cũng Bình thường Na ná như vậy Đây à, Cũng có gây thêm một chút đi búp cho đối phương này À, đánh thường đổi thành đánh 250% sát thương lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên. Tức là chuyển thành đánh thường phát là đánh nhóm luôn. Gây phết có giảm trị liệu, giảm tấn công. Gây ra một số những cái búp bất lợi này. Còn đây là gì đây? Tiềm lực bắt đầu mỗi hiệp thì thi triển một đi búp ngẫu nhiên. bốn thuộc tính này. Lên à, à, lên 4 kẻ địch ngẫu nhiên anh em nhá. À, nói chung em này là một em tướng tanh cơ. Và có hiệu quả gây đi búp cho kẻ địch nha. Em tướng thứ hai để xem nào. Ôi phe Phật luôn này. Kim Linh Đồng Tử cũng là một vị tướng chiến sĩ luôn. Ờ bởi vì đội hình có 6 em, hai em từng đứng đầu thì nên để hai em tướng chiến sĩ là hợp lý rồi anh em ạ. Đây cái tuyệt kỹ là gì? Gây sát thương lên hàng sau này, có khả năng suy nhược. Suy nhược là tăng 20% sát thương phải nhận nha anh em. Căng phết nhỉ. Để xem quả skill xem nào. Khi chịu sát thương đánh thường của chiến kỹ thì phát động một lần phản đòn. A, à, hay này. Tiếp tục Đánh thường đổi thành gây 100 lên 3 kẻ địch ngẫu nhiên. Nói chung là chuyển thành đánh uh, sát thương nhóm anh em ạ. Tiếp theo một vị tướng phép thần đó là Trung Quỳ. Trung Quỳ thì là một vị tướng uh, pháp sư anh em nhá. Rồi, kỹ năng tuyệt kỹ xem nào. Gây lên ba kẻ địch ngẫu nhiên, 145% sát thương. 40% thi triển choáng. À, có hiệu quả khống chế. quá Căng vậy? Cho uh, một tự cái gì đấy? Hồi HP nữa này. Có thêm hiệu quả trị liệu nữa. Khá là gắt này. Tiềm lực là tăng 74% tỷ lệ miễn khống chế Wow Con tướng này vừa có khả năng gây khống chế Vừa có khả năng giảm tỷ lệ khống chế anh em nhé Tiếp tục là tử trận sẽ hồi sinh Ôi có thêm cả khả năng hồi sinh nữa anh em ạ à. à căng nhờ Được cái chứ Đúng là tướng ở bên phe thần nữa khác Nhịn phết anh em ạ Tiếp theo Ở bên quái đây là một vị tướng về trị liệu thôi Trị liệu chắc chắn là có khả năng hồi HP rồi Đấy anh em nhìn thấy này thi triển một tầng âm tỳ bà lên ba kẻ địch ngẫu nhiên nữa là gây đi búp cho kẻ địch anh em nhé Rồi để mình xem xem nào khi bạo kích thì hồi HP luôn này. Tiếp theo đánh thường đổi thành sát thương nhóm thôi. Ồ, nói chung là em này là một vị tướng trị liệu và có đi búp. Tiếp theo là một vị tướng chiến sĩ nữa, quẩy căng vậy, một team toàn chiến sĩ ta. Có vẻ như cho chiến sĩ vào nhiều để có thể là sống sót lâu còn chủ yếu là lấy sát thương chủ lực với em trung quỷ đúng không anh em ma này quả skill của tôn thượng hương xem như thế nào đây sát thương nhóm và có búp nha anh em búp cho đồng minh đây gây 315 phần sát thương sát thương khá là to ấy chứ lên bốn kẻ địch mà vẫn gây được 315 phần sự sát thương là sát thương to đấy anh em ạ à, và kèm sát thương bằng 6 phần trăm giới hạn HP của bản thân tức là em này à, càng lên HP nhiều thì đánh sát thương gây ra sẽ càng tốt nha anh em khi triển vững chắc vững chắc là búp hiệu ứng kỹ năng giảm 20% sát thương nhận vào ôi hay quá The kêu tuyệt cả là vời đấy khi chịu sát thương đánh thường một chiến kỹ sẽ có một lần phản đòn này ơ à, giống em gì lúc nãy ta đánh thường thì cũng chuyển thành đánh nhóm thôi ờ nói chung là có phản đòn có búp trị liệu cho đồng minh giảm sát thương các thứ ok tiếp theo nhá một phê, một tướng ở phe quỷ này lại là một chiến sĩ nữa anh em ạ ồ bạn này chơi theo phong cách là một đam chủ lực còn lại toàn chiến sĩ với cả búp thôi ở đây thì có gây sát thương luôn nha anh em À kinh nhờ Sát thương cao thế Chiến sĩ này là thiên về sát thương rồi Tấn công cao nhất thi triển suy nhược này Tăng 30% sát thương nhận vào luôn Uầy, Quả suy nhược của em này còn ghê gớm hơn cả em gì lúc nãy á. Cũng có khả năng suy nhược là Khiến cho kẻ địch tăng nhưng mà chỉ tăng có 20% sát thương Càng đẹp Đi búp khá gắt nha Kẻ địch cứ thi triển một lần kỹ năng thì Lại tăng đỡ đòn và tăng hủy diệt cho bản thân đấy tăng đỡ đòn để mình xem tăng hủy diệt là gì à, sát thương hủy diệt tăng 10% uầy wow, cộng dồn tối ta 10 tầng luôn cơ ghê nhở nói <laughs> chung là toán những tướng sĩ xò con bò đấy ok để mình xem bạn top 2 này lực chiến ngang cơ này thua kém đâu đấy chỉ tầm hơn trăm điểm lực chiến thôi Xem mà chơi cái gì nhá anh em có một vị tướng thần đầu tiên mà mình nhìn thấy ok nào nhở ok ok wow ảo ma Canada vậy không xem được nhờ Ơ Như nào Top 2 xem nào Hay Cây cú cây cú anh em ơi Như nào nhờ Hay là chặn không cho xem được ta Ok Cú thực sự luôn ạ à. Bực thế nhờ Rồi Top 3 xem nào Top 3 xem có xem được không anh em Cũng không xem được luôn này Ờ, có khi nào là các bạn ấy chặn không cho xem đội hình không nhỏ anh em nhỉ 1 2 3 4 5 6 này khả năng là như thế bởi vì mình thấy bạn top 4 thì mình lại vẫn xem được bình thường thế này <laughs> Tất chi là ảo đây anh em ạ à. Ok có thể là các bạn ấy chặn không cho xem đội hình nhưng mà anh em có thể nhìn sơ qua một số những cái vị tướng mà các top hay sử dụng nhá Đây là vị tướng top 2 này tiếp theo là vị tướng top 3 luôn anh em nhá ui wow. nâng cấp nhìn sao đỏ Nhóng nhánh nhóng nhánh ác thực sự luôn anh em ạ à. gớm thật top 4 top 4 thì bạn này xem có ôi bạn này chơi có cả chữ bắt giới này anh em này các nhỉ nhưng mà sao mình không thấy ai chơi Tôn của không nhỉ quả wow, top 5 xem nào xem có ai chơi Tôn của không không có chữ bắt giới có chung quỳ như vậy không ai chơi Tôn của không top 6 tương tự không có Tôn của không nhỉ top 7 này trời ơi tại sao ở đây 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 Mãi mới có một bạn chơi tôi ngộ không anh em nhá Càng đẹp nhỉ Chứng tỏ là tướng tôn ngộ không này các top cao lại không được ưa chuộng lắm Đấy thì anh em có thể nhìn thấy là Sơ sơ ở trong top 10 Ở server 1 là như vậy nha anh em Top 9 này nào Còn ai tôi ngộ không nữa không Đó. Top 10 nốt xem nào Rồi luôn cũng không có Tức là nằm trong top 10 chỉ có đúng một bạn chơi tôi ngộ không thôi Ok, thì đấy anh em có thể tham khảo thêm một số đội hình của các bạn ở trong top server 1 của mình nhá. Hôm nay thì mình cũng soi như vậy cho anh em xem tham khảo thôi. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ nhá và đừng quên là đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới và review các tựa game mới nha anh em ơi.